sẽ hoa bốc cháy trên đường diễu hành quảng bá lễ hội ở Đà Nẵng. Lấy qua tiếng lại, anh đâm em ruột tử vong tại Con Tùm. Phục hồi điều tra vụ bé trai tử vong tại bể bơi trung cư ở Hà Nội. Sát thủy bị bắt về tội lừa đảo. Hát loa kéo kéo gây ồn trong khi nhậu, người đàn ông bị chém trọng thương. Xe hoa bốc cháy trên đường diễu hành quảng bá lễ hội ở Đà Nẵng. Tối 25 tháng 3, một xe hoa trang trí tuyên truyền quảng bá sự kiện lễ hội quán thế âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2024 bất ngờ gặp sự cố bốc cháy khi đang diễu hành trên đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập lửa. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xác nhận sự việc và cho biết xe bị cháy là của đơn vị Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Đây là đêm đầu tiên tổ chức hoạt động diễu hành xe hoa tuyên truyền quảng bá sự kiện lễ hội quán thế âm. Có 7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị diễu hành từ 18 giờ đến 20 giờ 30 trong 4 ngày 25 đến 28 tháng 3. Trong tối 25 tháng 3, xe hoa diễu hành theo các tuyến đường sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, cầu Rồng, Bạch Đằng, Đống Đa, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Linh, đường 2 tháng 9 cầu Tuyên Sơn, Lê Văn Hiến, Sư Vạn Hạnh. Trong các ngày tiếp theo, xe sẽ di chuyển trên các tuyến đường khác nhau. Đến tối 28 tháng 3, tất cả đoàn xe hoa tập trung tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn trước Chùa Thái Sơn để du khách thưởng lãm. Lời qua tiếng lại, anh đâm em ruột tử vong tại Con Tùm. Ngày 26 tháng 3, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc xô sát giữa hai anh em ruột khiến cho người em sau đó tử vong trên địa bàn thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 ngày 23 tháng 3, anh Nhai sinh năm 1995, trú tại thành phố Con Tum, sau khi uống rượu say về, đập phá tài sản nhà mẹ ruột là Y Ranh sinh năm 1967, trú cùng thôn. Lúc này, A Nhai tiếp tục cầm dựa để đi qua quậy phá, chửi bới và thách thức nhà anh trai ruột là A Nhất sinh năm 1992. Do đã uống rượu say nên khi nghe A Nhai thách thức, A Nhất cầm theo một con dao xông ra đánh nhau với em trai. Trong lúc cả hai đang xô sát, A Nhất cầm dao đâm một nhát vào bụng bên trái của A -Nhai. A nhai rồi bỏ chạy. Đến 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3, người nhà đã phát hiện A Nhai tử vong tại khu vực bụi chuối ở khu đất trống trong thôn. Sau đó vào khoảng 9 giờ 15 ngày 25 tháng 3, A Nhất đến công an thành phố Con Tum đầu thú. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. 1.200 cây xăng chưa xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng nhưng chưa bị rút giấy phép theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 24 tháng 3, cả nước có hơn 14.700 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng ước đạt hơn 92%. Tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 1.200 đại lý xăng dầu chiếm 7,8% chưa thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử mỗi lần bán hàng, dù trước đó nhiều lần Thủ tướng Bộ Công Thương yêu cầu. Trong tháng 3 năm 2024, nếu cửa hàng xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử sẽ bị rút giấy phép. 41 trên 63 địa phương đã đạt tiến độ 90%. Số đại lý bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn, trong đó có 14 địa phương hoàn thành 100% điển hình như Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Ninh Bình. Tính đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2024, vẫn còn 5 trên 63 cục thuế có tiến độ dưới 70%. Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm quyết liệt, triệt để các chỉ đạo của Tổng Cục Thuế tại công văn số 837 TCTDNL, Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 8 tháng 3 năm 2024 và phân đấu đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, hoàn thành việc triển khai tại địa phương. Trong các địa phương còn tồn tại nhiều đại lý, chưa thực hiện phát hành hóa đơn từng lần bán hàng lớn nhất là Kiên Giang, hơn 173 đại lý, Lâm Đồng 116 đại lý, Bắc Cạn còn hơn 34 đại lý, Con Tum 37 đại lý. Trước đó ngày 19 tháng 3, Bộ Công Thương đã có văn bản hòa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các thương nhân kinh doanh xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Thủ tướng giao các lực lượng chức năng phải xem xét, xử lý với trường hợp không áp dụng hóa đơn điện tử đến hết ngày 31 tháng 3, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật phục hồi điều tra vụ bé trai tử vong tại bể bơi chung cư ở Hà Nội. Ngày 25 tháng 3, thông tin mới nhất liên quan đến vụ bé trai tử vong ở bể bơi chung cư ở Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì đã quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị đuổi nước ở bể bơi IEC Riverside thuộc khu IEC xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì Hà Nội. Thông báo được Thượng tá Nguyễn Tài Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, ký văn bản về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cháu bé Nguyễn Cọc Anh Quang tử vong ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại bể bơi trung cư IEC thuộc xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội cách đây hơn 7 tháng. Theo đó, Công an huyện Thanh Trì nhận được tin báo tội phạm với nội dung Ngày 9 tháng 8 năm 2023, cháu Quang, sinh năm 2013, chú Hoàng Mai, Hà Nội đến nhà người quen ở trung cư IEC Thanh Trì, Hà Nội chơi. Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, cháu Quang đã vào bể bơi của trung cư tắm. Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, trong lúc tắm ở bể bơi, cháu có biểu hiện đuối nước, ngất xỉu nên được người dân đưa lên bờ, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Trì cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cháu đã tử vong kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc thông báo cũng được gửi đến viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì cùng ngày công an huyện thanh trì cũng đã gửi kết luận giám định tử thi của viện pháp y quân đội bộ quốc phòng kết luận khẳng định giám định qua hồ sơ tài liệu không có căn cứ xác định cháu đã bị tử vong khi mà phát hiện hay là xuất hiện triệu chứng biểu hiện của bệnh lý Trước đó, ngày 2 tháng 3 năm 2024, anh Nguyễn Cảnh Dũng, chú tại Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàn Mai, Hà Nội, cho biết mặc dù kết luận giám định nguyên nhân chết do ngạt nước, song tới nay đã có hơn 6 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm, khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Đến nay, sự việc kéo dài 7 tháng và chưa có phát triển. Gia đình chúng tôi vô cùng sốt ruột vì tiến độ xác định cũng như là điều tra quá chậm. Các lý do đưa ra, đình chỉ về việc xác định tin báo tội phạm làm chúng tôi băn khoăn, nhất là việc giám định nội dung camera vẫn chưa hoàn thành dù đã 7 tháng trôi qua, anh Dũng nói. Sát thủy bị bắt về tội lừa đảo Ngày 26 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là sát thủy. Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch tập đoàn E-Group. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Sát Thủy, một trong những khách mời quyền lực từng xuất hiện trong chương trình Thương vụ Bạc Tỷ, Sát Tăng Việt Nam. Sát Thủy được biết đến là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn E-Group, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ Apax. Năm 2023, Sát Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apex Leader của ông Thủy cũng phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước. Tuy nhiên, sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em Apex Leader thuộc hệ sinh thái e-group của ông Nguyễn Ngọc Thủy vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Hát loa kẹo kéo gây ồn trong khi nhậu, người đàn ông bị chém trọng thương. Ngày 26 tháng 3, đại diện công an thị xã Bến Cát Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Ngô Văn Được, sinh năm 1982, quê Cà Mau và Trần Văn Tấn, sinh năm 1990 quê Long An để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 24 tháng 3, nhóm của Ngô Văn Được gồm 7 người tổ chức nhậu tại vườn tràm ở khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Tại thời điểm trên, nhóm của Nguyễn Trường Danh gồm 6 người cũng đang nhậu kế bên và có sử dụng loa kẹo kéo hát gây tiếng ồn nên nhóm bảo có nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó nhóm của Được đi tìm Danh để đánh Kết quả ông Danh bị Trần Văn Tấn chém vào đầu và lưng nhiều nhát dao và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc điều tra, xác định được đối tượng liên quan và tiến hành bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định. Qua vụ việc trên, công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ, không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ, khu trọ dọn nhà hai vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra căn phòng bí mật một cặp vợ chồng đã quay lại khoảnh khắc rùng rợn khi họ phát hiện ra một căn phòng bí mật có lỗ thoát nước và những vết dỉ xét phía sau bức tường trong ngôi nhà mà họ đã sống suốt bốn năm aurora cho biết cô đang giúp chồng gỡ thảm khỏi sàn của một căn phòng trong ngôi nhà thì cặp đôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ đằng sau chiếc tủ sách âm tường sau khi di chuyển nó ra ngoài, Aurora cho biết cặp đôi đã run rẩy khi phát hiện ra phía sau chiếc tủ bằng gỗ lớn, che bức phủ tường giả là một căn phòng bí mật. Đoạn clip đăng trên TikTok của bà mẹ người Mỹ hôm 23 tháng 3 cho thấy chồng cô đẩy bức tường giả sang một bên và mở cánh cửa kim loại lớn phía sau. Ôi chúa ơi, cô nói khi đó họ bước vào trong, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này trong nhà mình và chúng tôi đã sống ở đây được 4 năm. Căn phòng nhỏ màu trắng có ống thoát nước, đèn trần và những vết bẩn có thể nghe thấy cặp đôi đang cân nhắc lý do dẫn đến căn phòng kỳ lạ chỉ có khóa và tay nắm ở bên ngoài Aurora nói đây chắc hẳn là một hầm tránh bom hay gì đó và chồng cô trả lời rằng đó có thể là một căn phòng hoảng loạn trong khi kiểm tra những tấm thảm đen còn sót lại trên mặt đất, người phụ nữ tìm thấy vô số vết đỏ trên sàn. Đoạn phim về khám phá kỳ lạ kể từ khi đăng tải lên mạng xã hội được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem. Aurora cho biết cô nghi ngờ những người chủ trước có một kết sắt ở đây dựa trên vết gì xét và cô đã liên hệ với gia đình để biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.